Chiều nay tại thành phố Cách Sòn, Phong Vi Hán, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet. Đồng chí Santi Phap Phom Vi Hán, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet và đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đồng chủ trì hội đàm. Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, Viên Sai Phong Ma Chen và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet, Vũ Anh Dũng dự hội đàm. Phát biểu khai mạc hội đàm, đồng chí Santi Phap Phom Vi Hán đánh giá cao chuyến sang thăm của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng là việc tiếp tục triển khai nội dung văn bản thỏa thuận hợp tác và cũng nhằm tăng cường vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước nói chung, giữa tỉnh Savannakhet và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Tỉnh Savannakhet cam kết sẽ tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với tỉnh Quảng Trị ngày càng đơm hoa, kết trái. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư doanh nghiệp để có cơ hội hợp tác đầu tư tại hai tỉnh, vừa sở hữu các dự án đầu tư tại khu vực biên giới, đẩy mạnh các hoạt động thương mại biên giới qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến Sa Mạc, tiếp tục thúc đẩy các ngành thương mại du lịch nhằm khai thác các thế mạnh và tiềm năng theo hành lang kinh tế Đông Tây, nâng cao hiệu quả hợp tác, kết nối hệ thống giao thông nhằm phục vụ việc phát triển thương mại và du lịch. Tôi tin tưởng rằng với tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp đã có từ lâu đời giữa hai nước Việt Nam Lào cũng như hai tỉnh Savannakhet và Quảng Trị sẽ tiếp tục hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào Việt Nam. Tại hội đàm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lê Quang Tùng thông tin những thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị đạt được trong năm 2021 và định hướng phát triển, tiềm năng, triển vọng hợp tác phát triển giữa hai tỉnh thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Trị và Savannakhet đang đứng trước nhiều cơ hội mới, đặc biệt là cơ hội mở ra từ làn sóng đầu tư mới của nước ngoài vào hai nước và từ các dự án giao thông chiến lược của Việt Nam và Lào kết nối các nước trong tiểu vùng sông Mekong, tạo thuận lợi cho hai tỉnh thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Chúng tôi kỳ vọng vào việc hình thành ra sân bay Quảng Trị dự kiến khởi công trong năm 2022 và cảng biển nước sâu tại Quảng Trị sẽ tạo ra những cơ hội kết nối giao thông, kết nối kinh tế giữa hai địa phương, giữa hai tỉnh chúng ta. Để khai thác cơ hội này, tỉnh Quảng Trị mong muốn phối hợp với tỉnh Savannakhet đề xuất với chính phủ hai nước cho thí điểm xây dựng khu kinh tế chung Lao Bảo, Đen Sa Văn. Trước hết, mỗi bên sẽ cử ra một tổ công tác để phối hợp nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù, báo cáo lãnh đạo hai tỉnh, báo cáo các cơ quan của hai nước để trình chính phủ, Bộ Chính trị cho phép thí điểm xây dựng khu hợp tác kinh tế chung Lao Bảo, Đen Sa Văn trong thời gian tới. Hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet thống nhất đi đến thỏa thuận, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế xã hội, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các sở, ban ngành địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội của mỗi bên triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết. Thống nhất, phối hợp nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù, trình Bộ Chính trị, Chính phủ hai nước cho thí điểm xây dựng khu kinh tế chung Lao Bảo, Đen Sa Văn. Tỉnh Quảng Trị giới thiệu và hỗ trợ liên danh Sake Holding Subana, Jujong, đơn vị đang thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho tỉnh Quảng Trị, giúp tỉnh Savannakhet lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhất là tại khu vực thương mại biên giới Đen Sa Văn. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc giải quyết những khó khăn liên quan đến hoạt động thương mại, nhất là vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa, trao đổi nông sản trên tuyến biên giới và hoạt động vận tải hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mà hai tỉnh có tiềm năng lợi thế như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics. Nhân dịp này, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ tỉnh Savannakhet xây dựng trụ sở công an tại 19 cụm bản biên giới của tỉnh với kinh phí hỗ trợ 550 triệu đồng một trụ sở. Trong đó, Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ 150 triệu đồng một trụ sở, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 400 triệu đồng một trụ sở. Tỉnh Quảng Trị cũng trao tặng tỉnh Savannakhet 30 máy tính xách tay cá nhân trị giá 450 triệu đồng.